Rồi, bắt đầu. Chúng ta giải 3 bài tập của cái phần từ thông. Thì đây người ta cho mình một vòng dây dẫn thẳng giới hạn diện tích S là 14 cm², đặt trong từ trường đều. Rồi cảm ứng từ là B bằng 0,1 tesla. Vector cảm ứng từ hợp với pháp tuyến một góc 30 độ tính từ thông. Thì đây là một bài toán rất là cơ bản, chúng ta chỉ cần biết công thức. Và chúng ta chỉ cần xác định công thức đó là phi bằng BS có alpha, chúng ta thế số vào. Ở đây alpha mình vẫn lấy là 30 độ, lý do nó là cảm ứng từ với pháp tuyến. Nhưng mà khi chúng ta qua bài 2, bài 2 thầy muốn nhấn mạnh vấn đề là thứ nhất là mình nói về diện tích. Thứ hai là thầy nói về cái góc. Ở đây mình phải xác định cái n này. Cái n là 2, chữ nó ghi chữ nha. Số vòng dây là 2. Và người ta cho đường kính thì mình phải tính được bán kính R bằng đường kính chia 2. Rồi mình làm tiếp câu A. Thì khi mình qua câu A thì ta có N, BS, có alpha. Nó khác với bài 1. Bài 1 là BS thôi. Tại bài 1 có một vòng. Bài 2 này là hai vòng. Vậy ta cũng thế số vô. Và đặc biệt ở đây là alpha mặt phẳng khung dây, chứ không phải là pháp tuyến. Nên chúng ta phải lấy 90 độ trừ 60 ra 30 độ. Hợp với pháp tuyến thì là 30 độ. Và mấy bạn tính ra thì giá trị nó sắp xỉ là 1,0888 × 10^4. Tương tự như vậy, câu B ta thay đổi cái góc. Nếu nó vuông góc thì 90 độ 90 trừ 90 là 0 độ. Có nghĩa là vector pháp tuyến và vector cảm ứng từ B trùng nhau, góc là 0 độ. Câu C, vector B song song với mặt phẳng khung dây. 90 độ trừ 0 và đây là ra bằng 0. Chúng ta qua bài số 3. Thì bài số 3 này ta có cái khung tròn là 200. Ở đây người ta khi mình xác định góc thì mình viết công thức từ thông phi bằng n bs có alpha. Ta chuyển vế qua thì có cos alpha bằng phi trên n bs và chúng ta thế số vào. Thì ở đây khi chúng ta ra bằng 1 thì lúc đó alpha bằng 0. Nhưng người ta lại hỏi là góc hợp bởi giữa cảm ứng từ và mặt phẳng khung dây thì nó phải là 90 độ. Và các em để ý cái này. Này ta dễ hình ra thì rất là đơn giản. Đây là ba bài toán mình đã xong cái dạng thứ nhất, đó là toán về từ thông. Xác định từ thông qua